Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay sẽ cho mọi người nghe thử cái bộ dữ liệu Sampler Update bên cửa hàng Trần Liêm để mọi người có cái căn cứ là mọi người có nên mua đàn hay là có update lên cái phiên bản mới hay không ha. Tại vì cái bộ này thì bên cửa hàng Trần Liêm chỉ hiện tại tặng cho khách hàng khi mua những cái sản phẩm từ S770 cho đến S900 sau ngày 15 tháng 9 năm 2023. Và ngày càng thì cái bộ Sampler này nó càng phát huy được công dụng vào rất nhiều chị em tin dùng và khách quen nha. Và Trần Liêm chỉ hỗ trợ là tặng cho khách quen khi mua đàn hoặc là khách quen trước đây đã từng mua đàn muốn update lên thì có phí update. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ đi điểm danh qua những cái thư mục mà nó có sẽ có trong cái USB nha. Rồi trước hết là thư mục số 0 là 7000 Stainjo ABC đời cũ. Thư mục số 1 là Stainjo phổ biến là toàn bộ Sampler hết. Trong đây nó có khoảng là 600 cái Stainjo nha. Đó, dòng SX900 thì đọc full luôn. Còn mấy cái dòng như là SX700 hoặc là 770 thì đọc ít hơn. Thư mục song bút, đó là lời bài hát hiển thị ở trên cây đàn. Style Khmer là dành cho anh chị em nhạc công Khmer. Style DJ Vinahouse là chuyên để đánh nhạc remix sôi động. Rồi. Cái thư mục thì bên trong đây nó sẽ có rất là nhiều thể loại rumba cha cha. Bằng tiếng là bằng tiếng dân ca, tranh sắc bầu này nọ đó. Rồi bằng tiếng remix DJ có đủ hết trong đây. Rồi xong, đó là những cái bài hát có sẵn. Multibass là những cái hiệu ứng. Nhạc chào là những cái đoạn nhạc MIDI trong lúc mà làm lễ. Rồi ở trang 2 thì còn một cái vài cái style. Thứ ở thư mục số 7 là style hồ quảng dành cho anh chị em nhạc công đi show đám ma nha. Rồi thư mục giọng ca sĩ thì nó trong đây nó có khoảng 230 bài giọng ca sĩ. Rồi những cái multibass mà audio có nghĩa là cái file âm thanh thì cái này Trần Liêm không có đánh số thứ tự thì mọi người biết là đi là những cái dùng thêm cho anh chị em nào khám phá thì có cái công cụ đi sử dụng nha. Rồi nghe nhạc MP3 là những bài hát MP3 nhạc trữ tình. Nhạc beat là dùng để karaoke, cắm micro vô như Trần Liêm là hát karaoke được luôn. Style nhạc công hay dùng đó là chắt lọc những cái style hay nhất bỏ vô trong đây để anh chị em nào mà nhạc công đó mọi người có thể khỏi phải lựa chọn lại từ những cái rườm rà ở bên phía bên trên. Style thường hỗ trợ. Có như rất nhiều ông mua SX900 rồi nhưng vẫn muốn xài những cái style thường thì ở trong đây có luôn. Cuối cùng là thư mục voi ha. Và để mở được những cái thứ này không phải là đơn giản mà mọi người chỉ việc bấm vô là nó ra đâu nha. Nó bấm vô vậy là trống trơn, nó không ra gì trơn. Mọi người phải biết cách mở đúng đắn nha. Rồi. Bây giờ thì Trần Liêm sẽ điểm qua từng cái phần trước đi. Đầu tiên là phần style nha. Rồi, style thì bấm vô cái mục user. Style đây, intro theo vần. Đó, là nó sắp xếp theo vần ABCD. Chọn thử cái nè. Như bề cây đi, cây cầu dừa gì đó. Rồi, intro nè. Rồi, như vậy thì cái intro này là intro đời cũ, nó không có Sampler. Mọi người, anh chị em nào mà mua những cái dòng đàn S710 cũng có được luôn những dữ liệu này nha. Đó là những cái thư mục bình thường thôi. Thư mục style heo vần là thư mục bình thường. Rồi, tiếp theo vô cái mục style intro phổ biến nè, bấm vô. Rồi, đây là những dữ liệu intro có Sampler. Giờ ví dụ thử nha, chữ H đi. H thì có hai mái nhà tranh. Rồi, vô, intro. Trần Liêm intro nè, nó sẽ dạo nhạc intro sẵn cho mình luôn. Rồi ok, hành trình trên đất phù sa. Hotel Cali, Phật Nha. Đó. Những tay này là những tay hay với nha mọi người. Rồi, bấy mày huynh để ơi vậy nè. Đó.
Rồi chúng ta sẽ sang những cái phần khác đi, chữ R đi. R thì có bài rồi tới luôn nè. Rừng lá thấp. Mọi người nghe được những cái giai điệu này là người ta rất là thích luôn mọi người ha. Rồi ok, đó là cái phần về style intro mà có Sam Lơn. Thêm một cái vài cái style chữ Y đi. Y là có bài gì đây? Yêu là cưới nè. Yo. Đây là những cái bài mới mọi người. Rồi ok, Trần Lâm đại diện một vài bài thôi chứ mà nghe hết chắc là tới sáng luôn mọi người. 600 cái bài intro, 500 mấy 600 thì nó rất là lâu ha. Rồi tiếp theo đó là style Khmer. Rồi Trần Lâm đang điểm qua từng thương mục nha. Bây giờ nói về cái phần style thì có những cái style gì thì Trần Lâm sẽ cho mọi người mở cho mọi người nghe thử style. Đó là style Khmer nha. Rồi ok, vài cái nữa đi, một hai cái đại diện đi, cha cha nè. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo là style Vinahouse. Rồi yo disco baribana gì đó. Nó disco nha, không phải là disco là gì thường đâu, disco summer nha mọi người. Đây. Nó hiệu ứng đồng lâu đó. Rồi đó là disco, bây giờ qua DJ. Mọi người thấy cái kết trống của nó rất là sạch sẽ và rất là chắc nha mọi người, không có bị bỏng nha. Lên nóc nhà. Rồi ok, đại diện một vài cái thôi chứ nó rất là nhiều, non top luôn nè. Nhiều lắm. Titan, ADM. Rồi, ok. Rồi, top DJ. Ok, đó là phần top DJ nha, đại diện một vài cái thôi. Rồi tiếp theo đó là thư mục style thư mục. Thì style thư mục bao gồm là ví dụ bolero, rumba thì bấm vô đây sẽ có sẵn hết nha. Đó. Bye.
rất là nhiều thể loại. Mọi người tha hồ mà chọn. Mỗi một cái Lumba nó có một cái màu sắc khác nhau. Rồi, Silver. Rồi, đại diện một loại trái thôi nha mọi người. Là Trần Liêm cung cấp sẵn công cụ cho mọi người. Điệu Xylobop có rất nhiều thể loại. Và mọi người sẽ lựa những bài hát nào có điệu Xylobop là mọi người đánh được 100% luôn. Không cần phải lựa thuộc vào style intro nha. Rồi, Street Tango. Ok, đại diện một vài cái thôi. Rồi, Mark Basso, Basso. Quá sung luôn không? Rồi, bộ kit rất là chắc luôn nha. Blue and Za Blue. Mấy điệu này rất là đắt giá nha mọi người. Rồi, ok. DJ Remix hồi nãy có rồi đó. Có thể là bên trong đây là thêm một vài cái Vin House vô nữa nè. Đó. Rồi, ok, đó là Vinahouse, style khác, một số bài, cha cha, cha cha, cha. Nó đi tiếng nền rất là hay nha. Ok, mọi người thấy B1 là có 10 cái cha cha, B2 10 cái, B3 6 cái, là 20+ cái điệu cha cha luôn, mọi người tha hồ mọi người chọn nha. Rồi, slow rock, những bài slow rock là thường mọi người thích. Điệu slow rock, ai cũng biết chưa, ai cũng rất thích chơi. Rồi những cái khác thì mọi người có thể tham khảo thêm. Rock, rap, hay banana đồ nhiều trong đây lắm. Không có thời gian để làm hết nha mọi người. Rồi, style, nó còn một cái style hồi án nữa. Là kết thúc cái phần giới thiệu điệu style nha.
Rồi, ok, đại diện cho một cái thôi. Rồi, còn cái thư mục style, nhạc công hay dùng nè. Đó. Rồi, ở đây rất là nhiều nha. 10 trang đó, cả trăm cái style mà nhạc công hay dùng đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm. Style thường hỗ trợ thì cứ tham khảo thêm luôn nha. Rồi, đó là tổng quan giới thiệu về phần style. Thì nhắc lại bao gồm những cái style mà bên trong cái USB có là: đầu tiên là style intro đời cũ, style intro Summer, style Khmer, style Vinahouse, style thư mục, style nhạc công hay dùng, style hậu quản. Rồi, ok nha. Rồi, tiếp theo Trần Lâm sẽ giới thiệu băng tiếng. Băng tiếng là những cái tiếng Summer đã được sắp xếp sẵn nha mọi người. Rồi, chúng ta nhấn dấu trừ, dấu cộng, bấm vô thì nó sẽ ra. Rồi, mọi người thấy là băng tiếng dân ca có 4 cái băng. Guitarist, bóp thì có 5, 6 cái bóp. Rồi Remix, Vinahouse. Đó là những cái thể loại nhạc cơ bản. Rồi, ví dụ băng tiếng dân ca sẽ có tiếng tranh sáo bầu. Nghe tiếng rất là thật mọi người. Sáo nè. String. Tiếng này là cái tiếng kìm với lại kết hợp với cái tiếng đàn cò nha mọi người. Đó. Muốn tắt một tiếng đi thì tắt, thì nhấn trên chỉ ray 2 cái thì tắt một tiếng. Đó, thêm trộn thêm tiếng nữa nè. Guitar, listen, rap. Rồi, ở những cái băng tiếng như dân ca 2, dân ca 3 đồ đó thì nó cũng đại loại nó tương tự như vậy. Nhưng mà ví dụ như tiếng 6 thì có thể là 6 rồ 1, 6 rồ 2, 6 TL 1, 6 TL 2. Mỗi tiếng 6 thì nó là đặc điểm riêng. À, tiếng 6 này cảm giác buồn hơn nè. Đó, tiếng bầu. Bầu cũng khác nữa. Cò này cò liếng nè, tiếng đàn cò liếng. Ta rap. Rồi, nhạc bóp thì có những tiếng piano, moon, string, guitar nylon. Guitarist, saxophone và cuối cùng không thể nào mà thiếu tiếng rap ha. Rồi, bằng tiếng qua bằng tiếng Vinahouse đi. Vinahouse nè. Vô. Tiếng 2. Những tiếng rất là sơm. Rồi, có bằng tiếng Remix, Arpeggio á. Thấy không? Nó tự động là nó tạo hiệu ứng cho cái tiếng đó luôn. Đó, anh chị em về có nhiều cái sự lựa chọn. Điểm rất là đơn giản, không còn đơn giản là chúng ta đánh liên tục bỏ xuống thôi là nó ra điểm luôn. Đó. Rồi, ok, đó là băng tiếng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những cái tiếng ở trên đây. Thì tiếng thì chúng ta sẽ mở bên phần user. Trong USB cũng có, hoặc ở trong cái expansion cũng có. Expansion là những tiếng sampler được chép vô trong cái bộ nhớ của đàn. Khi mọi người rút USB ra thì cái tiếng sampler nằm trong mục expansion. Rồi, ví dụ như bấm vô, bắt Trần Lim 2, có tranh sáo bầu nó sẽ hiển thị lên trên đây hết luôn. Nè, tắt bớt tiếng này. Mọi người chờ chẳng liêm nha. Rồi, expansion. Rồi, chanh. Đó, chanh, có chanh 1, chanh 2, chanh 4, chanh well, chanh USB 30.
6. Sáu bíp rồ. Nó nhấn mạnh ra hiệu ứng khác, nhấn nhẹ ra hiệu ứng khác. Sáu thần thoại đó. Saku USB. Rồi, bầu. Rồi, vậy là những cái tiếng trong đây mọi người khỏi phải an tâm là chất lượng hay không, rất là hay nha. Những tiếng rất là sạch sẽ nha. Cần lên có một tay cầm micro, một tay ở đây này, không được, nên cho mọi người nghe âm thanh của nó thôi. Viu lông nè. Có những tiếng khác nhiều lắm nha mọi người, tha hồ mà chọn. Sáu mèo nè, bộ gõ. Chúng ta hải ngoại, chúng ta giọng cổ. Sáu hay viu lông. Rồi, quay qua tìm cái băng dân tộc nữa là ở trong cái Bắc Trần Liêm 1 thì có mấy cái tiếng như guitar băng giỏi nè. Guitar băng giỏi là dành cho mấy tiếng cổ đó, đàn nguyệt nè. 6. Wuzhen. Để chơi mấy bài đó đó, mấy bài Trung Quốc á. Rồi, sáu chút. Rồi, nói chung dữ liệu rất là nhiều. Trần Liêm từ từ sẽ có một cái những ông thợ thợ đàn, ông sẽ demo cho mọi người. Bây giờ Trần Liêm giới thiệu tổng quan thôi. Rồi, đó là tiếng nha, tiếng bằng tiếng. Rồi, còn những cái thứ râu ria khác như là nhạc chào, multi bass, giọng ca sĩ, nhạc MP3 thì mấy cái đó là dữ liệu cơ bản đại trà rồi. Ở đâu cũng có, điên tinh tí nhất là style nè, voi nè, băng nè, ba cái đó là ba cái cơ bản nhất. Khi mà mọi người có được một dữ liệu chuẩn rồi á thì mọi người sẽ rất là hứng thú trong cái việc đánh đàn ha. Rồi, đó là toàn bộ cái giới thiệu những cái bộ sampler update, đó là những update mới nhất của cửa hàng Trần Liêm nha. Anh chị em nào có nhu cầu update, khách quen có nhu cầu á thì liên hệ qua Gmail Trần Liêm cung cấp, họ tên, số điện thoại đã mua hàng thì Trần Liêm sẽ báo giá phí update ha. Hoặc là mọi người đọc kỹ ở trên cái màn hình, Trần Liêm có ghim cái bảng báo giá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.